Chào tất cả các bạn, hôm nay tiệm Trung Trần VN sẽ quay trở lại với các bạn trong chủ đề chai phản quản, tức là ở quán tiệm cơm. Bây giờ các bạn sẽ luyện cùng với mình nhé. Chỉnh chưa bên chỗ, xin mời ngồi đây. Nín chỉ quay sẻng chư điển sở mơ. Nín chỉ quay, dạ thưa các vị, sẻng chư điển sở mơ. Muốn ăn gì ạ? Muốn gọi món gì ạ? Lái chư bể chinh khảo gia bà. Cho một con vịt quay Bắc Kinh nhá. Lấy chứ để chinh khảo gia bà. Chạy yêu ý cơ chinh dân lỉ ý hứa y phán má của tâu phụ. Chạy yêu ý cơ thêm chinh dân lỉ ý, một con cá chép hấp hứa y phán và một đĩa má của tâu phụ, đậu phụ ma bà, tức là đậu phụ với thịt băm nhỏ, có thêm cả ớt xào chung vào trong đó. Chạy yào ý cơ chinh chân lỉ ý khớ y phán má hứa tâu phụ. Chỉnh nín bảo mên đến chỉ cơ chạy xín mà. Chỉnh nín xin ông, xin bạn bảo mên giúp chúng tôi đến chỉ cơ chạy chọn vài món ăn xín mà, có được không? Chỉnh nín bảo mên đến chỉ cơ chạy xín mà. Xín, được thôi. Nín yào khớ sớm mơ chiếu, ông muốn uống gì ạ? Nín yào khơ sớm chiếu. Lái san bình phí chiếu bà. Cho ba chai bia đi. Lái san bình phí chiếu bà. Chủ sứ chư sớm. Món chính thì ăn gì vậy? Chủ sứ là món chính. Chư sớm ăn gì vậy? Chủ sứ chư sớm. Ba lạng mì phạm sư gơ hoa chuyển. Tám lạng cơm sư gơ hoa chuyển. Bốn cái bánh mì hấp hình xoắn ốc. Ba lạng mì phạm sư cơ hoa chuyển. Yào của yào thang, có cần uống canh không ạ? Lái quả xi khủng sư chi tàn thang. Quý yào thai xén. Lái quả cho một bát xi khủng sư cà chua chi tàn thang canh trứng gà. Quý yào thai xén cho tôi canh trứng cà chua nhưng mà không được mặn đâu nhá. Lái quả xi khủng sư chi tàn thang. Quý yào thai xén. Chỉnh sang trang bà. Chỉnh sang trang bà. Xin tính tiền cho tôi cái. Ủa chỉnh khợ. Tôi mời khách. Ủa lái phụ chén để tớ giả cho. Ủa chỉnh khợ. Ủa lái phụ chén. Sâng xa đờ chén chỉnh nì mân sâu xa bà. Sâng xa đờ chén. Số tiền còn dư lại chỉnh nì mân. Xin các bạn sâu xa bà. Cứ nhận đấy. Tôi cho tiền bò tiền tiếp đấy. Chỉnh sâng xa đờ chén chỉnh nì mân sâu xa bà. Xe xe, ổ mân bú sâu xảo phê. Xe xe, cảm ơn. Ổ mân, chúng tôi bú sâu xảo phê. Không nhận tiền bò. Xe xe, ổ mân bú sâu xảo phê. Trên đây thì Trung Trường VN hướng dẫn cho các bạn cái chủ đề là chai phản quản ở các cái câu nói sử dụng ở trong tiệm cơm. Các bạn sẽ đọc điện lại theo tôi khoảng 2 lần và tự làm clip thứ tự gửi vào trong nhóm của tiệm Trung Trường VN để tôi sửa và chấm bài cho các bạn, đồng thời cùng một bài viết tay. Tiếng Trung trở nên là chúc các bạn học tiếng Trung thành công.